Xin kính chào quý vị và các bạn. Nhắc đến nước Úc, chúng ta đều nghĩ tới một quốc gia được coi như là nông trại của thế giới, đặc biệt là ngành chăn nuôi gia súc. Úc đứng thứ 3 thế giới về xuất khẩu thịt bò, với đàn bò lên đến 35 triệu con. Vì ngành xuất khẩu thịt là ngành chủ đạo, nên diện tích chăn bò nuôi chiếm đến hơn 50% diện tích đất canh tác nông nghiệp. Loại hình chăn nuôi bò mang lại hiệu quả kinh tế cực kỳ cao, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 200.000 nhân công tại đất nước này. Tại Úc, thịt bò được coi là loại thực phẩm chủ đạo của hầu hết các bữa ăn tại đây. Có hơn 95,5% dân tại Úc đều sử dụng loại thực phẩm này. Do đó, sản lượng tiêu thụ thịt rất cao, dao động khoảng hơn 50,9 kg thịt bò trên một năm. Thời kỳ đỉnh cao, vào năm 2013-2014, nước Úc đã xuất khẩu hơn 70% sản lượng thịt bò và bê đến khoảng hơn 100 quốc gia trên thế giới, đạt kim ngạch 7,45 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu thịt bò chiếm khoảng 13% kim ngạch xuất khẩu nông sản của Úc. Tuy nhiên, một vài năm trở lại đây, sản lượng xuất khẩu thịt bò của Úc có giảm đôi chút, xuống còn 6 tỷ đô la do một số khúc mắc về chính trị với Trung Quốc. Cảnh tượng một trang trại ở Úc xuất khẩu hơn 3.000 con bò có lẽ sẽ khiến bạn phải kinh ngạc. Sau khi đàn bò đã được tập trung hết lại, chúng sẽ có một cầu thang để dẫn lên những chiếc xe tải siêu to, siêu dài với 3 toa lối liền. Mỗi toa có sức chứa là 80 con bò, một toa 2 tầng, mỗi tầng 40 con. Những con bò sau đó sẽ được chuyển đến bến cảng. Tại đây sẽ có một cây cầu để những chú bò có thể lên tàu và chở đi khắp nơi trên thế giới. Đó chỉ là đối với các quốc gia giáp biển thôi. Còn xuất khẩu với các quốc gia không giáp biển thì những chú bò có thể được vận chuyển bằng máy bay. Hiện nay thì dù là hình thức chăn thả hay vỗ béo tại Úc thì đều cần tuân thủ nghiêm ngặt công nghệ quản lý bằng thẻ điện tử để theo dõi và ghi nhận số liệu về hoạt động, tình trạng phát triển để chứng minh mức độ an toàn và kiểm soát chất lượng thịt. Đất đai của nước Úc được chia thành 3 vùng là các vùng chăn thả, vùng ngũ cốc và vùng khí hậu ẩm ướt. Chăn nuôi cừu phổ biến nhất ở vùng 1. Có những trang trại nuôi cừu rất lớn, lên đến hơn 5.000 con, và tổng số đàn cừu ở Úc là khoảng hơn 120 triệu con cừu, gấp 5 lần dân số nước Úc. Úc là một trong số những quốc gia hàng đầu về chăn nuôi cừu, do khí hậu và lãnh thổ tối ưu. Đồng cỏ ở đây chiếm những vùng lãnh thổ lớn. Khí hậu của Australia khô cằn,
bán sa mạc và thảo nguyên, rất lý tưởng cho việc chăn nuôi cừu. Cừu được nuôi quanh năm theo phương pháp đồng cỏ, thả rong khắp không gian vô hạn. Nhờ vậy mà chăn nuôi cừu ở Úc mang lại nguồn thu nhập tốt với chi phí hợp lý. Cảnh tượng xuất khẩu hàng nghìn con cừu với chỉ một vài nông dân và những chú chó chăn cừu thật là mãn nhãn, có lẽ sẽ không khiến bạn phải thất vọng. Tiếp theo là đàn dê. Đàn dê ở Úc tuy không đông bằng đàn cừu, nhưng cũng vẫn rất là lớn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với Hà Lan, một đất nước với những trang trại chăn nuôi lợn khổng lồ. Hà Lan là một quốc gia có nền nông nghiệp chăn nuôi và trồng trọt hết sức phát triển. Năm 2019, ngành nông nghiệp Hà Lan một lần nữa xuất khẩu vượt mức so với những năm trước, với tổng sản lượng trị giá lên tới 95,4 tỷ euro. Điều này khiến cho Hà Lan trở thành nước xuất khẩu nông nghiệp đứng thứ 2 trên thế giới, chỉ đứng sau Hoa Kỳ. Các bạn vừa theo dõi video trên kênh Envina Logistics. Hy vọng rằng video này sẽ mang lại cho các bạn những giây phút giải trí thú vị. Nếu như các bạn thích video này, hãy subscribe kênh YouTube Envina Logistics để đón chờ những video tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.